Chụp ảnh là một phần không thể thiếu trong các chuyến đi du lịch, đặc biệt là trong thời đại mạng xã hội lên ngôi như hiện nay. Tuy nhiên, việc này đã không ít lần gây ra những vụ tai nạn thương tâm không đáng có. Nhiều trường hợp không những bị chấn thương mà còn phải bỏ mạng chỉ vì những tấm hình sống ảo. Đơn cử như câu chuyện sau đây, trong lúc cố trèo lên mỏm đá để chụp hình sống ảo thì một du khách nước ngoài đã không may gặp nạn. Sự việc xảy ra ở mỏm đá nổi tiếng thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Sau đó, các ngành chức năng đã kịp thời đưa nạn nhân này đến bệnh viện để điều trị. Vào chiều 17 tháng 3 tại mỏm đá sống ảo thuộc địa phận thôn Xéo Xà Lũng, xã Pãi Lũng, huyện Mèo Vạc, khách du lịch quốc tịch Anh trong khi leo ra mỏm đá sống ảo để chụp ảnh bị hòn đá ở phía trên rơi trúng người dẫn đến bị ngã, gây thương tích ở chân trái. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã và bác sĩ trạm y tế xã Pãi Lũng đã đến nơi xảy ra tai nạn, tiến hành sơ cứu nạn nhân. Sau đó, nạn nhân được đưa lên bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc. Được biết, vị trí mỏm đá sống ảo khá nguy hiểm, có nhiều tảng đá lớn xếp chồng lên nhau nhưng không chắc chắn. Nhất là mỏm đá du khách hay đứng chụp ảnh có mặt nhẵn, lại không có lan can nên rất dễ trơn trượt. Chính quyền huyện Mèo Vạc, xã Pãi Lũng đã thường xuyên tuyên truyền đến du khách không trèo ra mỏm đá chụp ảnh, thậm chí đặt biển cảnh báo nguy hiểm, lập hàng rào chắn. Song, nhiều du khách vẫn bất chấp trèo lên địa điểm này để chụp ảnh sống ảo.